Hello anh em, mình là Kim Motun. Ở clip lần này ấy, thì mình muốn chia sẻ cho anh em cái con dơ le ổn định điện. Vâng, dơ le ổn định điện là gì? Thì mình cũng xin nhắc lại là con dơ le ổn định điện này để dùng trên những chiếc xe máy mà đã được độ chế để dùng sang điện bình là điện DC, để dành cho các anh em mà hay lắp trên xe của mình những cái bóng LED hoặc là những cái bóng xenon ấy, rất là tốn điện. Cho nên là cái xe của mình nó không đủ điện để cấp cho bóng, thì mình có sáng chế ra một cái con dơ le ổn định điện như này. Đó, đây là con phiên bản mới. Mình đã nghiên cứu và mình làm ra con phiên bản mới như thế này. Trước thì mình có chia sẻ với anh em cái con dơ le ổn định điện như thế này. Đây mình gọi là con version 1. Thì nó đơn giản hơn, nó không có mạch bảo vệ và ổn định điện như cái con version 2 này. Đó. Thì những cái xe mà ví dụ như xe Jim, xe Way hoặc là một số các cái đời xe mà điện nguyên bản ở trên xe nó dùng bóng halogen ấy, nó ăn điện máy ấy, thì nhiều anh em là có nâng cấp lên để dùng bóng LED hoặc bóng xenon, đặc biệt là bóng xenon cực kỳ tốn điện. Thì những cái bóng đấy đặc thù yêu cầu của nó là ăn điện bình, là điện DC một chiều. Thì những anh em mà có lắp lên xe của mình rồi ấy, mà không lắp những con ổn định điện như này, thì thứ nhất là không đủ điện để cấp cho bóng, nên là sẽ có cái tình trạng là bình nó sẽ bị yếu. Đó. Còn một số anh em thì được các anh em thợ thì họ đấu lắp cho, thì họ cứ bỏ cái dây mát ở cái con sạc ấy, thì nó lại là hay hỏng cục bình ắc quy của mình, hay phồng rộp bình ắc quy, thì nó cũng dẫn đến tình trạng là quá điện, nó hay cháy cục ba lát ở trên cái bộ đèn xenon hoặc là trên những cái đèn led ấy, nó có cái cục ba lát đấy để nó cấp điện cho cái đèn led hoặc cái đèn xenon nó làm việc, thì nó cháy mất cái cục ba lát ấy rồi thì coi như cái bóng của mình nó cũng hỏng vứt đi. Đó. Hoặc là một số các anh em thì có làm những cái biện pháp tối ưu hơn, nó là cải điện theo cái hình thức là dùng sạc của Attila. Thứ nhất là chi phí nó rất là cao, anh em không thể tự làm được mà lại phải ra quán để các anh em thợ họ can thiệp cho, thì mình lại phải mất thêm công. Đó, nguyên cái tiền công đó thì anh em thừa mua được một cái cục như này rồi. Đó. Cho nên là gần đây thì mình có cho ra đời cái con ổn định điện này. Nó rất là tối ưu. Khi anh em đi bật đèn thì cái con ổn định điện này nó mới làm việc. Còn khi anh em tắt đèn đi thì cái hệ thống điện của mình nó sẽ về zin bản. Thì anh em cũng biết đấy, điện zin bản cực kỳ là bền bình. Cái con dơ le ổn định điện này nó chỉ có làm việc ở khi anh em bật đèn nhé. Đó. Còn cái cách đấu lắp như nào ấy, thì mình đã có cái clip để hướng dẫn anh em đấu lắp rồi. Thì cái con Vision mới này, con Vision 2 với con Vision 1 này, thì cái cách thức lắp là giống nhau. Đó. Nhưng cái con Vision 2 này thì mình có làm thêm những con tụ diode này, những con đèn để bảo vệ mạch. Đó, tránh hiện tượng là quá tải dẫn đến là phồng bình. Đó. Mình lưu ý với một số các anh em là ví dụ như trên xe Jim hoặc trên xe Way Alpha đời mới bây giờ, thì mình có test cho anh em xem ở những cái clip lần trước rồi, thì là nó sẽ đủ điện một cái bóng đèn pha 40W cộng thêm một cái bóng trợ sáng nhé. Một cái bóng trợ sáng ví dụ như một cây L4, L4X chẳng hạn, thì nó cũng là rơi vào tầm 40W. Một cái bóng ba bóng pha 40W nữa là 80W. Thì như trên cái xe của mình có test là mình đi liên tục cả hai cái bóng đèn này trong một cái thời gian dài thì cũng không bị cái hiện tượng là yếu bình. Khi mà xe dừng lại thì mình tắt máy đi mà mình để liên tục 3 4 lần vẫn thoải mái điện. Từ đó suy ra là những cái xe của anh em nào mà đã lắp những con ổn định điện rồi là cực kỳ là yên tâm. Đó. Bền. Mà giá lại rất là hợp lý. Bây giờ mình cứ thử tính cho anh em, khi anh em lên một con sạc Attila nếu mà loại rẻ nó cũng rơi vào tầm khoảng 200k. Chưa có chi phí lắp. Đó, còn nếu mà cục sạc xịn mà độ vào cho một con xe Jim Việt chẳng hạn ấy, một cục sạc xịn thì nó cũng rơi vào tầm 4 đến 500k. Tùy, mình nói là sạc Attila xịn nhé, nó rơi tầm 400k tùy.
Còn nếu mà cái công mà anh em thợ mà độ lên sạc Attila như thế nhẹ nhàng cũng phải là 50 đến 100. Đấy là mình nói rõ quan điểm là như vậy. Ở đây mình cái con Vision version 1 này này của mình ấy chỉ có 50k thôi. Lên con version 2 này mình sẽ bán giá niêm yết là 100k nha anh em nhé. Mình không bao phí ship. Một số các anh em cứ thắc mắc là tại sao anh không ship. Bây giờ mình ví dụ một con như này, mình là ở Tuyên Quang. Mình bán một con như này là có 50k thôi. Nếu như mình ship vào một anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi thì cái phí ship nó chỉ có 35k đến 40k thôi. Nếu như mình bao ship mình sẽ bán 100k thì vì suy ra là anh em sẽ có thể là bị đắt thêm là 10k đến 15k ví dụ thế. Cho nên là anh em cũng đừng lăn tăn cái chuyện mà bao ship hay không bao ship nhá. Đó, đấy mình nói như thế là anh em hiểu rồi đúng không? Đó, còn con Vision mới này, Vision 2 này thì mình sẽ bán là 100k. Đó, anh em ở đâu cũng thế, cứ trên mặt đất này là mình ship được hàng cho. Thì phí ship hết nhiều hay ít thì anh em chịu. Đó, mình nói như vừa nãy mình đã giải thích rồi, nhưng anh em cũng không phải lăn tăn cái chuyện mà free ship hay là ship cộng thêm phí. Thì khi mình ship cho anh em ấy thì mình sẽ có một cái tin nhắn hoặc là mình sẽ alo trực tiếp đến cái số điện thoại anh em đặt hàng ấy, thì mình sẽ thông báo cho anh em là mình đã ship hàng cho anh em rồi nhá. Thì tùy vào từng địa điểm, từng khu vực và địa phương ấy, có thể là một ngày hoặc là vài ngày. Đấy là phụ thuộc vào cái đơn vị chuyển phát. Đó. Ở cái con Vision mới này này thì mình đã làm thêm cái mạch như này, đó, mạch xanh đẹp đẹp. Đó. Đây là hộp. Đó. Ở cái version này thì cái mạch mình đã cải tiến rất là đẹp rồi. Nhưng mà do cái chất lượng gia công, cái bao bì này nhìn nó cũng lèm nhèm, nó không được đẹp lắm. Nên cái này anh em cũng không phải lo. Cái này nó chỉ là cái bao bì đấy. Còn cái độ bền nó thì ở cái clip tiếp theo á, thì mình sẽ test cái con này cũng ngâm vào cái cốc nước nhá. Đó, để anh em biết được cái độ bền. Đó, đây là mình sẽ quay cái mặt này là mình cho anh em xem cái thông số ở trên cái con version 2 này. Anh em nhìn rõ không ạ? Con này nó dùng được cho cả điện lưới nhé. 220V. Đây ạ. Cái dòng này 5A220VDC. Nó dùng cho được cả AC và DC. DC của nó là 28V 10A. Đó. Nhưng con này nó là 12A125VAC. Điện một chiều của nó là 10A28VDC. Đó. Đấy, nhìn hai cái con này kích thước nó khác nhau. Đó, nhìn hình thức rất là đẹp, yên tâm. Cái clip sau ấy, hôm nào mình rảnh rỗi thì mình sẽ test với anh em xem là cái hiệu quả của cái con này nó mang lại là như thế nào. Thứ nhất, khuyến cáo với anh em là khi đã lắp lên xe rồi, anh em yên tâm tuyệt đối con này cực bền nhá. Đó. Con này là cực bền, mình có thể ngâm vào nước cũng không ảnh hưởng gì đến cái kết cấu của nó. Đó, cho nên là anh em yên tâm tuyệt đối. Anh em cứ thoải mái lắp vào xe và tận hưởng thôi. Không có gì mà phải đáng ngại cả. Thứ nhất là rẻ, bền. Còn tất nhiên là khi anh em mà đã bỏ ra một cái số tiền không phải là nhỏ để lên một cục sạc Attila thì cũng được thôi, nhưng mà anh em không tự làm được và anh em phải phiền đến các anh em thợ để can thiệp. Đó. Và mình xin chia sẻ với anh em cái con ổn định điện này và những cái con đề mi hay là những con auto start engine ấy là chỉ có Kiên Motul mới có. Còn trước đây ấy, thì mình có làm những cái clip để chia sẻ các anh em tự làm ấy, thì có thể là một số anh em là cũng có thể là làm theo và cũng tự làm được những cái con như này. Ở cái clip này ấy, thì những con version 2 này, này thì mình sẽ không chia sẻ cái cách thức mà tự làm cho mình một con ổn định điện như này, nên anh em thông cảm nhé, bởi vì nó cũng rất là phức tạp. Nó đường mạch cắm những cái con tụ, những con đèn, những con diode này nên nó rất là phức tạp, nên là mình sẽ không có làm clip hướng dẫn như anh em làm những cái con
Ổn định điện version 2 này anh em cũng rất là thông cảm cho mình nhé. Đó, mình khuyến cáo với anh em không phải là mình độc quyền cái con này, và cái con này là mình tự phát minh ra và tự nghĩ ra, cho nên là chỉ có trên kênh Kiên Motun mới có những cái con dơ le ổn định điện như này nhé. Ngoài kênh Kiên Motun ra không bao giờ có những cái con thứ hai ở kênh đó, cho nên là anh em lưu ý. Có thể là sau này ấy, thì người ta sẽ mua về và người ta nghiên cứu, người ta làm ra, người ta bắt chiếc, người ta làm ra thì người ta bán, thì cái đấy là mình cũng không thể cấm được người ta. Nhưng chỉ có Kim Motun mới có những cái sản phẩm như thế này nhá anh em nhá, anh em lưu ý nhá. Vâng, trên đây là cái clip mà chia sẻ về cái con dơ le ổn định điện version 2 này. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh em mà đã tin tưởng và đã xem trên kênh của mình và đặt hàng về để sử dụng trên xe của mình. Đó, một số anh em có phản hồi những cái ý kiến rất là tích cực. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Nếu anh em thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình. Hãy đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip mà hướng dẫn độ chế trên cái xe một cách đơn giản, anh em có thể tự làm được nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Mình là Kiên Motun. Xin chào và hẹn gặp lại.